Luật đất đai sửa đổi 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đã nêu cụ thể và mở rộng nhiều trường hợp nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc gia, công cộng và quốc phòng an ninh. Đây chính là căn cứ pháp lý quan trọng tạo sự thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án vì mục tiêu phát triển bền vững. Nếu như luật đất đai năm 2013 chỉ quy định 3 trường hợp nhà nước thu hồi đất phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, công cộng, bao gồm thực hiện dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, dự án do Thủ tướng chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư, dự án do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, thì luật đất đai sửa đổi đã quy định cụ thể 32 trường hợp thật cần thiết. Nhà nước sẽ thu hồi đất của người dân khi xây dựng các công trình giao thông thủy lợi, cấp nước, năng lượng, chợ, khu vui chơi công cộng, công trình quốc phòng an ninh, trụ sở chính quyền, cơ sở giáo dục đào tạo. Điều này không những giúp nhà chức trách thực thi mà cũng giúp người dân dễ đối chiếu để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Việc bổ sung thu hồi đất để phát triển các cái công trình công cộng như là việc kết nối các cái hệ thống đường giao thông chính, thế rồi là phát triển các cái khu để xây dựng các cái công trình trong cái sự nghiệp văn hóa xã hội, tôn giáo đấy, mà không phụ thuộc vào cái chủ đầu tư là đối tượng nào. Điều này thì nó cũng có thể khuyến khích các cái loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc là các cá nhân đầu tư vào trong cái lĩnh vực để phát triển các cái công trình công cộng phục vụ cái lợi ích của nhân dân. Đối với cấp xã, việc quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất đã khắc phục được những bất cập của luật hiện hành, tạo thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xã Khánh Phú đang triển khai thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng 8 hectare để phục vụ đấu giá đất, thì áp dụng những cái điểm mới trong cái luật đất đai sửa đổi. Thì cán bộ đảng viên và nhân dân cũng rất là đồng thuận và nhận thức rõ cái trách nhiệm của mình để thực hiện cái việc giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bà con chúng tôi nó rất ủng hộ cho địa phương, nên là chính quyền của xã, chính quyền của huyện ấy là thu hồi đất để xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, thì đời sống của nhân dân rồi là sẽ được phát triển tốt, nhất là về cơ sở học hành, y tế, chữa bệnh, thì chúng tôi hoàn toàn là đồng thuận và nhất trí. Việc quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất sẽ hạn chế tình trạng thu hồi đất tràn lan, khiến nhiều dự án chậm được khởi công, dự án treo làm cho đất đai không được đưa vào khai thác, gây lãng phí nguồn lực. Đối với các loại đất đai đưa vào sản xuất kinh doanh, luật quy định rõ ràng trường hợp nào phải thu hồi, ngoài ra phải thỏa thuận để chuyển quyền sử dụng đất. Khi luật đất đai 2024 mà có hiệu lực thi hành, đưa vào áp dụng, đưa vào thực tiễn, thì cái việc mà triển khai công tác giải phóng mặt bằng sẽ rất thuận lợi. Khi cái quy định rất rõ ràng, rất cụ thể như vậy thì sẽ tạo điều kiện đồng thuận cho người dân trong cái từ cái việc căn cứ để mà thu hồi đất, bồi thường, rồi cũng như trình tự thủ tục thu hồi đất bồi thường, sẽ tạo cái giảm phát triển kinh tế xã hội hơn này, giảm cái khiếu kiện về đất đai nhiều hơn. Quy định cụ thể 32 trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong luật đất đai sửa đổi 2024 là một trong những chế định quan trọng hướng tới giải quyết hài hòa mối quan hệ về lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ giám sát và là nền tảng căn cứ pháp lý quan trọng để các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.